Chào các bạn nha, trong video ngày hôm nay, Cửa Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách pha trà dâu ngon. Vị trà thanh ngọt, thơm mùi dâu tây rất hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm cái món trà dâu của các bạn, trà dâu hoặc là dâu ngâm đường để các bạn pha nước các bạn uống á, thì nó cũng rất là đơn giản thôi, công thức đơn giản thôi. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 500g dâu tây nha các bạn. Và dâu thì các bạn sẽ lựa những cái quả nào mà nó vừa chín ha, nó đỏ và nó còn cứng nha các bạn nha. Ví dụ như nó còn xanh quá thì cũng đừng nên chọn để mình làm trà dâu, và chín quá cũng vậy ha, nó vừa chín tới bóp vào cái trái dâu nó còn cứng là ngon ha. Thì ngoài 500g dâu tây ra, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là một cái hũ mứt dâu. Mứt dâu thì ở trên thị trường nó có nhiều loại lắm, các bạn dùng loại nào cũng được. Cái hũ mình mua nó là khoảng 200g nha các bạn. Nếu mà mình sử dụng cái công thức này để mình kinh doanh á, thì các bạn nên dùng thêm mứt dâu. Tại vì nếu mà mình sử dụng hoàn toàn từ dâu tây không á, thì bán thì nó sẽ không có lời nha các bạn nha. Nên là mình sử dụng thêm mứt dâu để mình hỗ trợ, thứ nhất là cái màu, cái thứ hai nữa là cái trà dâu của mình nó sẽ có cái mùi thơm lâu ha, và cái mùi thơm nó sẽ đậm hơn. Thì 200g mứt dâu nha các bạn. Ngoài dâu ra, mứt dâu ra, mình sẽ chuẩn bị thêm là đường nè. Đường ở đây là mình có là đường phèn và đường vàng ha. Đường phèn thì các bạn chuẩn bị cho mình á là 200g, và đường vàng á là khoảng 50g nha. Cái này thì nó tùy cái độ ngọt. Ví dụ như các bạn mà muốn pha, khi mà các bạn ra các bạn bán, các bạn cho thêm đường á, thì các bạn giảm lượng đường trong công thức nấu lại ha. Rồi trà thì các bạn có thể là dùng hồng trà hoặc là trà Lipton để được đều được, để mình pha vani nè và một xíu muối. Lượng nước cho công thức này á, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 500ml. Ok ha. Thì bây giờ đầu tiên cái dâu này khi mà mua về, bây giờ mình sẽ ngâm muối, mình rửa sạch sẽ nha. Rồi dâu sau khi mà các bạn đã cắt lát như thế này rồi đó, thì bây giờ mình sẽ ướp nó lại với đường ha các bạn ha. Thì mình cho vào đây là khoảng 50g đường vàng. Các bạn ướp cho mình nó tầm cỡ khoảng 30 phút đến 1 tiếng nha các bạn. Nó tùy nha, ví dụ như nếu mà các bạn cắt lát dâu nó mỏng á, thì các bạn ướp nó cỡ khoảng 20-30 phút thôi. Còn nếu mà như mình á, thì mình cắt lát nó dày để mình ăn cho nó ngon á, thì mình sẽ ướp nó cỡ khoảng 45 phút đến 1 tiếng nha. Sau khi mà các bạn đã sốc đều lên rồi đó, thì mình sẽ cho cái dâu này vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Thì mình cho nó vào trong tủ lạnh như vậy thì cái đường nó sẽ tan ra từ từ và nó thấm vào trong dâu, nó không làm cho dâu mình nó bị mềm ha. Ăn thì dâu nó vẫn có cái độ giòn, còn nếu mà các bạn để bên ngoài hoặc là các bạn đem đi các bạn phơi nắng á, thì nó sẽ bị mềm nha các bạn nha, dâu ăn nó sẽ bị mềm ha. Nhớ là cho nó vào trong tủ lạnh kỹ, thì các bạn bọc thêm một cái màng bọc thực phẩm nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho vào trong nồi, trong chảo gì đó ha, cỡ khoảng 500ml nước. Rồi mình sẽ cho vào đây là 200g đường phèn nha các bạn. Nếu mà ví dụ như các bạn nấu, các bạn bán á, các bạn muốn lời ít một chút nhưng mà nó ngon hơn, thì các bạn dùng đường phèn như mình. Còn nếu như mà các bạn muốn bán nó lời nhiều hơn thì các bạn dùng đường cát ha. Cái vị ngọt của nó cũng 8-10 nha các bạn. Tại vì đường phèn này thì cái vị ngọt của nó thanh hơn, còn đường cát thì cái vị ngọt của nó hơi gắt hơn chút xíu. Mình sẽ cho vào đây thêm là một xíu muối nữa ha các bạn, nghe kỹ nha, là một xíu muối ha các bạn. Thì nó không tới là một phần mười cái muỗng muối đâu, chút xíu à. Như vậy thì cái nước uống của mình nó sẽ ngon và nó đậm đà hơn. Tại vì nhiều bạn hình như là nghe nhầm thành một muỗng muối hay sao, các bạn cho và các bạn bảo là cái nước nó bị mặn. Nhớ nha các bạn là một xíu thôi, rất là ít. Ok ha, mình sẽ nấu cho đường nó tan chảy ra hết nha, và nước đường mình nó sôi lên. Khi mà nước đường mình nó sôi được khoảng 3-5 phút rồi đó các bạn, thì lúc này các bạn cho mình cái hũ mứt dâu vào đây, 200g nha. Rồi mình khuấy cho cái hỗn hợp mứt dâu á nó tan ra. Rồi các bạn nấu thêm cho mình, nó sôi cỡ khoảng để lửa nhỏ ha, sôi liu riu thôi, không cần phải sôi bùng bùng nha các bạn. Sôi thêm cỡ khoảng 3 phút nữa là được, để mình làm cho nó chín kỹ á, thì mình bảo quản nó sẽ được lâu hơn. Rồi bây giờ cái phần dâu sau khi mà các bạn đã ướp đường rồi đó, thì các bạn sẽ chia ra cho mình là 1/2 hoặc là 2/3 ha, để mình nấu. Còn 1/3 còn lại hoặc là một nửa còn lại á, thì các bạn sẽ dùng để mình cho lên trong cái ly ha, khi mà mình bán hoặc là khi mình uống nha các bạn nha. Ok ha, mình sẽ nấu thêm nó cỡ khoảng 5 phút nữa nha các bạn. Thì cái hỗn hợp nước dâu này nè, một á là các bạn lọc nó qua cái đây thì nó sẽ mịn, nó giống như là nước siro vậy đó. Còn nếu như mà các bạn thích mà kiểu như là mình ăn luôn cái xác dâu á, nó cho nó có nhiều vitamin á, thì mình để luôn cũng được ha, hoặc là mình xay ra cũng được. Nhớ là nấu những cái này á, thì các bạn để lửa nhỏ thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ủ trà. Thì cái trà như mình nãy mình có nói là các bạn dùng, có thể dùng rất nhiều loại trà. Thường nếu mà làm bán thì mình sẽ dùng là hồng trà. Một cái gói hồng trà như vậy nó khoảng 30g, thì các bạn có thể nấu khoảng từ 1 lít cho tới 1 lít rưỡi nước. Còn nếu mà mình nấu kiểu ngon á, thì mình sẽ dùng trà Lipton ha các bạn.
Nói chung Trà Đức Tông là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Mình pha 3 ly đi. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn pha 3 ly ha. Mỗi ly nó là 400 ml nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 150 đến 200 ml nước sôi. À, mình sẽ đậy nắp lại và mình ủ trà này khoảng 15 phút nha các bạn nha. Rồi, dâu sau khi mà nấu xong rồi đó, mình sẽ lọc qua cái rây nha. À, thì cái phần nước dâu, cái phần sát dâu này nè các bạn, thì mình bỏ đi. Tại vì mình nấu nó cũng ra hết rồi ha các bạn, mùi thơm rồi cũng như là cái vị ngọt. Còn bạn nào mà tiết kiệm mà tiết á, thì các bạn có thể ăn cũng được. Nên là mình sẽ thu được cái phần nước dâu bên dưới, thì cái nước dâu này mình sẽ dùng để mình pha trà nha. Sau khi mình lọc xong rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho vào đây là vài giọt vani. Vani thì các bạn nên dùng cái vani dạng nước á, sẽ thơm hơn. Vài giọt thôi thì nó sẽ giúp cho trà dâu của mình á, nó dậy cái mùi thơm hơn ha. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ để cho nó nguội hoàn toàn nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn pha nước nha. Rồi với một cái ly 400 ml như vậy á, thì các bạn sẽ cho mình nó khoảng là 50 cho đến 60 ml cốt trà. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cho mình là một vá nước dâu nha. Nó tương đương với khoảng 50 ml á các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần dâu mà mình đã ngâm đường á, mình cho lên. Đó, như vậy là mình đã có một ly trà dâu thơm ngon mát lạnh để thưởng thức rồi. Trường hợp mà các bạn muốn uống cho nó ngọt hơn hoặc các bạn pha cái dung tích ly nó lớn hơn á, thì các bạn cứ nhân cái công thức lên nha. Đây ha, mời các bạn nha, trà dâu nè. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Kích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách pha trà dâu ngon. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món trà dâu này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.